Chào mừng quý khán giả và các bạn đã đến với kênh tin tức mới của chúng tôi. Chúc các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Như các bạn đã biết, thế giới quanh ta chứa biết bao nhiêu điều kỳ lạ, những câu chuyện ly kỳ thú vị, những bí ẩn chưa lời giải đáp và vô vàn những điều kỳ diệu mà không phải ai cũng biết. Ngay bây giờ, mời các bạn sẽ cùng chúng tôi đến với những câu chuyện đầy thú vị trong chuyên mục Chuyện lạ có thật hôm nay. Những cô dâu được tặng hàng trăm cây vàng trong đám cưới. Ái nữ nhà Minh Nhựa, cô dâu 200 cây vàng Thu Hương, vợ Văn Đức là những cô dâu được tặng của hồi môn khủng trong ngày cưới. Ngày 18 tháng 2, hình ảnh cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 99 thành phố Hồ Chí Minh đeo vàng đầy người, kín cả hai cổ tay, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Theo đó, trong ngày cưới, chị gái cô dâu trao cho cặp vợ chồng trẻ 49 cây vàng cùng 2,5 tỷ đồng tiền mặt trước sự chứng kiến của quan khách. Cô dâu cho biết cô khá bất ngờ khi ngày vui của mình được nhiều người quan tâm như vậy. Nữ chính cho hay cô chỉ muốn chia sẻ những khoảnh khắc chụp trong hôn lễ lên mạng xã hội để làm kỷ niệm. Ban đầu, Ngọc Anh khá vui vẻ khi nhận được những lời chúc phúc. Tuy nhiên sau đó, 9X thấy lo lắng khi bị nhiều người cho rằng cô cố tình khoe khoang, thích thể hiện. Cô dâu 9X tiết lộ toàn bộ số vàng và của hồi môn lên tới gần 5 tỷ đồng là do chị ruột trao để làm vốn. Võ Nhật Linh, vợ cầu thủ Phan Văn Đức, từng nhận được nhiều sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh đeo vàng kín tay và cổ sau lễ ăn hỏi ngày 21 tháng 12. Những đồ trang sức cô dâu đeo trên người bao gồm 2 chiếc vòng vàng, lắc tay và khoảng 20 chiếc nhẫn. Đây là những món quà gia đình người thân trao tặng cho đôi vợ chồng trẻ trong ngày trọng đại. Ngày 30 tháng 1 mùng 6 Tết, cầu thủ Phan Văn Đức tổ chức lễ cưới với bạn gái Nhật Linh sau 5 tháng hẹn hò. Tối cùng ngày trên story cá nhân, vợ cầu thủ Phan Văn Đức cho biết cô đã mang thai con đầu lòng. Văn Đức và Nhật Linh công khai hẹn hò tháng 9 năm 2019. Tháng 10 năm 2019, Nhật Linh khiến những người theo dõi bất ngờ khi khoe ảnh mặc váy cưới, đeo nhẫn ở ngón áp út, khoe chuyện sắp về chung nhà với nửa kia. Joyce Phạm Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 99, con gái lớn của đại gia Minh Nhựa từng gây chú ý khi khoe hình ảnh đeo vàng, kim cương chật kín cả năm ngón tay trong ngày cưới. Đám cưới của Minh Anh cùng bạn trai Tâm Nguyễn có nhiều khách mời nổi tiếng đến dự như ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Trấn Thành, Phạm Quỳnh Anh. Sau khi kết hôn, đôi này thường xuyên đăng ảnh tình cảm cùng nhau đi du lịch, check-in ở những nơi sang trọng. Cuối tháng 10 năm 2019, Jesse Phạm khoe bụng bầu trên trang cá nhân. Sau khi khoe hình ảnh sắp lên trước mẹ, ái nữ nhà Minh Nhựa thường tương tác với dân mạng những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm, tư vấn chuyện mẹ bỉm sữa, xin kinh nghiệm nuôi con. Lệ Giang, sinh năm 92 ở Cao Bằng, nhận được nhiều sự quan tâm khi hình ảnh đeo vàng ở kín cổ tay trong ngày cưới được chia sẻ trên mạng vào tháng 11 năm 2019. 9X khiến cho nhiều cô gái ghen tị khi hôn lễ được tổ chức hoành tráng cùng hàng chục cây vàng làm của hồi môn. Không chỉ như vậy, nhan sắc cô dâu Lệ Giang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô dâu 27 tuổi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương, nước da trắng sáng, cùng vóc dáng cân đối. Lệ Giang đang làm công việc kinh doanh cùng ông xã. Trên trang cá nhân, 9X thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc du lịch sang chảnh. Trần Thu Hương, sinh năm 2000, Nam Định, thu hút sự chú ý khi là cô dâu của đám cưới bạc tỷ. Cô xuất hiện hình ảnh đeo vàng đầy cổ, đứng bên siêu xe và tòa lâu đài đồ sộ. Ngoài ra, Thu Hương được dân mạng gọi với danh xưng Ricky, cô gái ngậm thìa vàng khi được bố tặng 200 cây vàng cùng hai sổ đỏ làm của hồi môn trước khi về nhà chồng. Trước khi kết hôn, Thu Hương được cha mẹ đầu tư học ở một trường trung học phổ thông danh tiếng, đắt đỏ tại Hà Nội. Bạn bè cho biết suốt những năm học cấp 3, MX là nữ sinh nổi bật tại trường nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế khủng. Tuy vậy, Thu Hương khá kín tiếng trên mạng xã hội, cũng ít công khai cuộc sống giàu có của mình. Kể từ khi kết hôn, cô dâu 200 cây vàng chăm chỉ đăng ảnh tình cảm bên chồng. Cô và nửa kia thường xuyên đi du lịch, dành cho nhau nhiều lời có cánh. Vào những ngày lễ đặc biệt như 20 tháng 10, Thu Hương khiến hội chị em chú ý khi khoe quà được tặng là những món đồ hiệu đắt tiền. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.